Theo tin tức từ Tri Thức Trực Tuyến, Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 2, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, trưởng Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Lê Thành Hưng, 29 tuổi, ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về hai tội giết người và cướp tài sản. Theo điều tra, Hưng là kiến trúc sư làm việc tại Hà Nội. Do thiếu tiền trả nợ nên sát hại bác ruột là bà Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1965, trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Bác ruột của Hưng, mẹ Hưng là em gái ruột của nạn nhân Nhung để cướp tài sản. Lê Thành Hưng tại cơ quan công an. Ảnh chinh.vn thông tin ban đầu cho hay, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 21 tháng 2, khi đi làm về, chồng của bà Nhung phát hiện vợ tử vong trong nhà, ở tầng 2 trong tình trạng mặt có nhiều vết thương. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, gia đình đã mất một số tài sản và chiếc xe máy Honda Lead, camera bị vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ, bắt đối tượng. Sau đó, Công an đã xác định chính Hưng là đối tượng đã sát hại bà Nhung. Theo lời khai của Hưng tại cơ quan công an, 2 tuần STROVKCS ở dụng sơ hở của con trai bà Nhung, Hưng sao chép bộ chìa khóa nhà nạn nhân rồi chờ thời cơ thuận lợi để đột nhập. Ngày 20 tháng 2, Hưng đi xe máy từ Hà Nội về Bắc Ninh. Sau đó gửi xe sang hiện trường, bị can vào phòng ngủ tầng 3 nhà bà Nhung. Chiều ngày 21 tháng 2, Hưng bịt kín mặt, đeo găng tay rồi mở cửa phòng ngủ bà Nhung để trộm tài sản. Khi bác ruột phát hiện và chống cự, nghi phạm đã dùng kéo đâm nạn nhân tử vong. Sau đó, Hưng lấy túi xách bên trong có tiền và trang sức, xe máy. Sau đó, nghi phạm mang tài sản về cất giấu tại nhà trọ ở Hà Nội, rồi quay trở lại dự lễ tang của nạn nhân thì bị công an bắt giữ. Let's look at why.